Xin chào mọi người, đây là dòng sản phẩm Tony Moly. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, cũng như là mọi người đã biết cái em này là một cái dòng sản phẩm kẻ mắt cực kỳ đẹp luôn. Được các studio sử dụng rất là nhiều trong cái việc trang điểm cô dâu. Và cái em Tony Moly này á, cái điều mà em thích nhất ở cái hãng này đó là cái thành phần của nó cực an toàn cho cái đôi mắt của mình. Thứ hai là cái thành phần của nó sẽ giúp cho cái phần mắt của chúng ta không bị lem trôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đi đám cưới, đám tiệc hoặc là trang điểm cô dâu mắt cúp á, nhiều lúc là gặp những cái thời tiết nó xấu, khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm kẻ mắt nước thông thường hoặc là chưa có gọi là tốt cho cái phần mắt của chúng ta thì nó dễ bị cay mắt, hoặc là cái dòng sản phẩm đó nó dễ bị lem trôi. Còn cái em của nhà Tommy này á thì cái đầu vẽ của nó cũng rất là dễ dàng. Mọi người nhìn cái đầu vẽ nè, rất là dễ dàng và sắc nét khi mà chúng ta sử dụng. Thứ hai là cái độ lem trôi của em này thì không có nha, cực kỳ lì luôn, và kháng nước cực kỳ hiệu quả, nên chúng ta có thể đi trong những ngày mưa hoặc là trong những cái ngày hè nắng nóng, dù có đổ mồ hôi đi nữa, cái việc mắc cúp của chúng ta nó cũng rất là chuyên nghiệp nha. Thể nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0355838057. Nhanh tay đặt hàng cái em kẻ mắt nước Tony Moly này nha. Bye bye.